Rồi chào tất cả các bạn nha. Mời các bạn cà phê các bạn ơi. Nãy giờ cũng ngồi bên bè của sư mẫu nè, ngồi uống cà phê đợi anh Chiến anh xuống á. Anh Chiến cũng mới xuống tới à. Bữa nay thì mấy anh em mình thăm 12 cửa ngục, còn gọi là thăm lú á. Mà bữa nay đặt theo cái cách mà nào giờ hình như là chưa ai đặt theo kiểu này đâu. Mà mấy bạn nào xem mấy clip cũ lúc trước của mình á thì có thể biết rồi. Đặt đó nói chung là không ai giống ai vậy các bạn ơi. Nói chung đặt kiểu này là hình như là mấy người mà đặt lú á không ai đặt được kiểu này hết á. Để ngồi cho các bạn coi nè, độc lạ luôn, đặt lú kiểu có 102 vậy. Ba bữa trước á thì mấy anh em ở đây nè cũng có thả mấy cái lú xuống, mà thả theo kiểu cặp bè nè, mà không có căng ngang, cứ thả cho tu cũng đại vậy đó, tự động cá tôm vô à. Nào bạn thấy sắp hàng không, nào giờ đâu có ai đặt lú mà đặt kiểu này. Ở đây nó do nó sâu lắm, đặt không có tới, từ độ sâu chỗ này thường là khoảng 30-40 mét không à. Cái lú mình á thì thả xuống cho nó coi, cho nó cặp theo cái vách bè nè, nó lưng lửng lửng nè, rồi cá tôm nó đeo theo vách bè từ từ nó lặn vô. Các bạn thấy đặt lú theo kiểu có 102 không, không giống ai vậy. Lú. Bà ba xinh đẹp thì giờ này bà cũng chưa xuống tới, chiều bà mới xuống, là cá nó cũng ít ăn á, chứ chiều nó mới ăn đó. Đại ca cũng mới xuống tới kìa. Bữa nay phải kiếm gì 2-3 bị mà đựng hết hết tôm cá nha anh chứ. Trước tiên là có một vỏ. Ừ, bảo đảm luôn đó. Bảo đảm luôn á, lần này là tự tin là cá tôm là đầy luôn á. Hả? Kéo gì? Thăm bên nào trước? Lấy cái gì anh chứ? Ai biết thăm bên nào trước cũng được vậy á. Vậy thăm bên đó trước phải không? Để đi giống cũ nè, để kiếm cái dép được, nóng quá rồi. Dép nào? Ông mang dép hả? Ông mang dép hả? Trời trời, nắng nóng cỡ này mà không mang nổi. Sao sao ngồi cũng mang dép mà. Mấy giờ này đi muốn khổng giò luôn rồi. Trời, bên này dép nó nóng. Cái này không phải nó quá bạn, chứ mấy bạn mà đọc cái trứng gà trứng vịt vô là để lên cái thanh sắt này là chín luôn á. Mấy rộng nè, có rộng nè, không rộng cá nữa hả? Cá ở đây dữ lắm, cá luôn đó. Cá tôm nay dữ lắm nha không. Lù đi đâu cũng có đó vậy, vua quậy vua nhoi cỡ nào cũng có. Thấy nửa ký ít xỉu quá. Cái này nặng lắm. Thấy nửa ký ít quá. Ngâm xả rồi, ngâm xả. 2 năm về trước. Hồi nữa đốt dưa chè cho chặt vừa. Ê, ký rồi, có mấy củ rồi trời. Sao nó đứng bây giờ mà nó không làm gì hết. Trời ơi con chữ nè. Đang cũ nó không mang dép luôn ta. Trời ơi giang hồ mà ai cũng mang dép trơn, của mình ổng không mang dép, có đi dép trắng trắng của ông Lộc nè. Ông hai tật cũng thăm rồi hả? Ông thăm ông bắt chắc ông bắt tép ông cầu tôm gì? Đó, bạn thấy đặt bá đạo không? Đó, cái gì trắng dở vậy này? Cá sình, cá để làm mồi các bạn ơi. Nó có con hai con tu xuống đại đi, con mắc làm gì? Con bỏ đi. Để lần sau nó gom vô nữa. Con hai con mắc làm gì? Bảy cái đẳng đi. Tại cái này chú hai ổng bắt rất là bận câu cá rồi. Mà cái này mới dính dữ nha.
trời, giờ gió nổi lên rồi, mát. À, cái này kế bên bè của sư mẫu nè, làng hoàng chúng nè, này đặt hên hên vô cái lăng, cái che, cái ép, cái vô đếm tùm lum chơi không ạ? Chó hả? Trời ơi, cái gì ơi, cái cày vô chết, ổ tôm kìa. Nó chọc chọc kìa. Ủa, cái cày vô chết, ổn ghê ta. Cái cày vô, nó ngủm rồi. Điểm cái chó nè. Cái điểm cái chó. Cái chó ừ, vô ngủm rồi. Còn mồi luôn hả vậy? Cá đó. Cá này nó hồi làm mồi luôn. Lên hàng, lên hàng. Anh nào kìa, có cái lăng nào bự bự không? Đó. Cái gì vậy? Có gâu gì giống như cái, có gâu gì vậy ông ơi? À, không? Hay cọng cỏ? Trời ơi, tưởng đâu gâu cái lăng chứ. Ủa, cái này tôm cũng được nè. Ủa, tôm bự bự không nè má. Để cá làm tôm lóng. Bào quá, bây giờ bào sát bè luôn. Đó, tôm bóng bọc bọc của ghê ha. Nè, trời ơi, ngon lành chứ. Mấy tôm này vừa dân câu luôn. Đó. Đó, cái đó cá sình nó để vô trong tôm, cá rồi nó bò vô lụm liền. Mấy tôm đó em về trong gỏi rủ rủ ăn cũng ngon. Đó. Ngon, nắp giật bạc bạc. Hết rồi. Nó thì tuôn xuống gậy vậy đó mà nó vô. Cái dở như đây hả? Cái dở như đó là còn đòi nhỏ gì nữa. Nó tuôn xuống đại vậy nó vô. Bá đạo chưa? Đó, nguyên cái thao mồi của đại ca lộc mình. Đâu nữa? Đâu? Đây cá ngoài đây không có hả? Người mẫu sư. Sư mẫu. Chưa ai đặt lú kiểu bá đạo thiệt. Cái này mà đã để có 2-3 đêm thôi đó bạn, chứ cái này mà lúc trước cũ sủ để tuần lễ rồi dở lên thấy ham lắm. Ừ, sao chỉ có tép thôi chứ cá thường nó ngủm, để lâu thì nó ngủm. Chỗ đó dòng chảy nhiều đó, bạn bạn có tép tôm lóng đồ đó nhiều à. Bè rồi có đại ca lọc mà dỡ lên nửa ký rồi. Ủa, chỗ này nước chảy dữ ta. Ủa, này nước quá chảy rồi. Ở cái gì vậy? Cái gì vậy? Ô, chim đen. Làm giật mình quá. Nước chảy nó rút vô bè à. Lục bình trôi. Dạo này ở đây sao có chim nhiều ta? Mấy năm trước kiếm con còn hai con đỏ mắt. Đó là cái chim giữ thằng ngu. Ngõ đầu chuẩn bị lên nè. Sớm mà không có con dở đó. Dạ. Yeah. Gì vậy? Ngồi vậy? Tép. Ồ. Túi nè, tép. Tép không có tép gì thôi chứ. Tiền đòi hỏi gì nữa hả? Gom gom lại cũng nhiều lắm nha. 20 cái không? Bọn mùa nước nổi này chỉ có đặt lú này mới dễ kiếm ăn thôi. Cái lưới cầu chua lắm, không có văng được bọng gì hết. Nước chảy quá chảy. Rồi nước chảy cái này nè, chịu giờ cho nổi. Ở dưới bè này góc quay nó bị hạn chế, bạn thông cảm nha. Không có quay được càng cảnh chứ không. Không có chỗ đứng mà.
đi bè rồi quen còn đỡ, mấy bạn nào đi bè không quen đi xuống đây mấy bạn không rung tay mới là lạ, dễ bị say sóng. Ở đây bè mấy anh em mình là mấy anh em đạm đây nè, nó cũng thiện lợi đó, nó cứng cáp chứ đi còn đỡ, gặp mấy cái bè khác hả trời ơi nó sàn mà thấy ớn lạnh luôn, khó đi lắm. Chim vô lòng. Chim đen luôn có chịu hả? Là dở lên rồ rồ cái gì mới nào thấy đen đen, đứng đâu cái ép hay chứ. Bây giờ đi vòng hết nè. Vậy đâu đâu quỷ già kia đằng kia nó âm thầm lặng lẽ nãy giờ tính đâu dở nắng hả? Cái đó cái cũ mà cũng cũ sủ mà phải không? Dép khó đi quá ông nội, bỏ đây đi, nóng trời nóng luôn chứ đi dép bịch bịch nào giờ đi không quen, khó đi quá mẹ. Đâu cái nào nữa đâu, mới đại ca đặt bá đạo quá. Mấy con chiến đi quanh đó là dễ đi đó. Trời ơi chỗ này nước chảy nó rút vô dưới đứa bè không qua mà ăn dép khó chịu cũng chết rồi. Đi rờ rờ nào giờ đi bè không là nào mà ăn dép á, gùm gà khó chịu không quen. Kìa cái đó lủng lỗ chà bá rồi anh chứ coi. Chứ ngoài nè. Bên em nè. Đó cái tay anh đó ha. Mày bữa nó lủng rồi. Vậy hả? Đó cái này cái nguyên tố nhiều lắm nha, mà không biết cái gì vô à. Ừ, thấy cái tố cũng bự bự đó. Cũng cái dạng bên này nó không chạy bằng cái dạng bên đó à. Cái dạng bên đó nó chạy chạy hơn. Cá to ủ cái đó cũng nhiều bạn nè đó, nó bọc bọc cái giỡn hoài đó, còn trên chóc chơi kìa đó, dạ. Đó trên còn hai ba con bự lên chứ trời ơi không sót hả còn cái của cũ sủ đâu chú hữu tới chỗ nào ông cũ nè đó đi luôn nè hai con đó đi. Ủa cá cá như đây còn đòi hỏi gì nữa. Trời tôi lắm bự bự không nội ơi. Đậu đậu đậu. Nhóc kia nè. Rồi. Ủa được cá tôm lắm bự không ạ? À? Bè này bự hơn trong bờ nữa đó. Ngon lạnh bộ. Heo heo hông gì nè, chạy hông gì trên chặt chạy hơn. Có bờ đặt phía bên đây nó chạy hơn nè, bên hông nè. Nó tấp vô nó dựa vô sao lớn dựa lớn đó cái bị này nhiều nè. Ủa cái này nhiều lắm nè ông chí đứng ơi đó trời ơi bạn ô tôm lắm bành 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 không à, thứ gì chịu nổi. Cái này ngon đầu kia nãy nhìn như chưa bắt mà chưa mấy con đầu thôi mà đừng gì nè tôm bóng phải công nhận đây tôm lóng nó bự hơn trong bờ gì con đã mồi vô mồi vô đấy còn con tép kìa anh chứ nãy giờ anh chứ sao nha mình sót rồi trời cái tay của ông Lộc này ngồi ngồi lên lá sợ quế các bạn siêu mẫu chịu mới nổi. Để ít cái sình vô vậy mà nó vô đi đâu xa tốt sáng cũng độ đi vòng vòng đây cũng có tép tôm đầy đủ không nhiều vườn rồi tép tôm còn bự hơn trong bờ quá. Wow, đã thiệt cái hơn nhiều đó đó. Cái ngoài nó dựa nhiều hơn. Phải đặt ra nước xong cho dựa vô cái chất bè gì nè.
ở đây lâu lâu có mấy anh em ở đây nè bắt một hai con thôi nha, để câu câu cá lại mấy cái vỏ xe đó. Dở lên là có à, mấy vỏ xe mình chắc phía bên hông mấy cái bè nè, rồi sợ mấy ghe nó đậu vô, hình như là sợ ghe nó tấp vô nó đậu đó nó va chạm luôn, mới xài mấy cái vỏ xe ô tô rồi đó, như bè bà ba rồi đó, vậy đó mà dở lên cái tôm nó vô chỗ ổng á. Tôm lóng bà vậy cũng bắt bẻ ha xin mẫu. Báo gì làm sao thì lấy cái sọt cái đi vòng. Hai con lu lu gì kia gì của củ sủ nuôi kìa, cái đó có người hả? Rồi cái đó là quan trại nhiều đó. Cái này đúng là thiệt, làm cho chơi mà ăn thiệt. Ủa mấy cái nhôm này, mấy cái nhôm này mua nào định làm gì vậy? À này hả, mua nào em biết rồi, mấy ngày hả? Không có hả? Đâu không có hả? Trời, đúng đâu có con cá chỗ đó là lụm gạo rồi đó. Cái đá xua giọng thấy cũng ngon đó, với cái chuồng thiên nga lúc trước nè, cá tôm nó bù lắm. Trời ơi, cái gì á, phúng quá hả, đánh thằng cái ly đâu giống trời. Hò ra một bị bên cũ nữa kìa. Ủa cái gì vậy? Ủa có nó tôm nhiều kìa, ngon bản. Được làm ăn được đá thì trời ngon lành ha, hai đầu ngon hết. Trời, chỗ đó mà cẩm thằng nội rồi. Ồ, cái túi đó nhìn thấy đã rồi chứ. Quá. Tính ra chạy ăn đặt trên bờ lúc trước rồi mấy anh em mình đặt nhiều. Mà đặt cặp bè này á thường cái củ sủ lúc trước lâu lâu dở miếng cá lăng. Ai biết hồi khơi nó hên kìa. Cái lăng là mình nó cũng mám mấy cái mồi mà mấy cá sành nữa bạn. Nó vô. Ký mấy 2 kg gì đó cái lăng nha. Con bè đó để miếng sắt vô là mới khẩm giữ thằng ôn. Đây còn cái nè. Còn cái này đâu qua bển ha Lộc. Mấy cái xuồng quên nó không coi giống coi rồi mới mưa mấy gà nó có chìm không á. Chơi quỷ thằng bà nội cha. Nói gà thằng nào dám lấy cái nào dám lấy cái sụ của tao chìm mưa cơn á. Rồi lụm luôn đó hả? Ngồi chỗ nào con dây cột cũng lấy đi này không? Nè. Trời ơi. Ủa cái gì vậy? Nó quậy dữ lắm không cũ? Ủa cái gì vậy? Ủa vô vũ sạch kìa. Ủa bởi vì thấy quậy nước quá mà. Bụng đóng quá trời đóng. Trời ơi bụng ghẹo nội ơi. Ủa cái ếch tôm mạnh mạnh luôn. Khét. Vậy đó mà đã gọi văn lưới trong mương bỏ quan còn ếch dài không à, không có ếch tròn. Dài cũng tròn nhỏ còn nặng chút. Nó dài không à. Bữa đó dằn lưới nó dính nó 4-5 con á. Nó ngủm hết trơn. Tự cái này bùn giữ thằng ôn vậy. Mấy cái kia đâu giữ thằng ôn vậy. Ôi ồ tôm bóng chọc nội ồ đã. Ồ ăn coi nè. Quả. Hết hồn chưa. Đã thiệt. Là kỹ nha.
cái này chạy mấy cái đằng đây ngon. Ủa đây cũng có con tôm cũng xanh 50% nữa nè, cái ép luôn này con. Cái này nó bùng nhiều mà tôm cá vô nhiều. Cho ghét vô luôn. Cá bên cũ chủ rồi tôm lóng nó nhiều. Cái đầu đầu bắt chưa không? Quá đã bạn ơi. Cứ gì chịu nổi. Qua cái bên kia nó giống vậy đó ha. Cái bên đầu con chó á, cái qua y chát kia luôn. Đó, yếu rồi, có ép chim. Chim mà thả lại. Nè. Thả bạn Lộc, bạn Lộc cái gì muốn nuôi giờ cái chim cũng muốn nuôi nữa. Ủa cái đầu đó. Lúc trước thì khóa nuôi cái cày, giờ khóa nuôi cái chim. Đời nổi không? Nó nói trời vui vô mấy người là ở bè người ta sợ nhất cái chim. Cái gần nó bén lắm. Mấy cái lưới bè nhiều khi chịu không nổi với nó. Nó giờ bắt đầu qua giạc bên kia. Con thấy dễ ăn ra không? Ai hàng chấm mấy đường đi nè hả? Mấy cái xác này không sơn lại sao? Có mấy cái ấy thì được chứ mấy sắt này phải sơn, không sơn thời gian nó xét đi quê á. Bây giờ bắt đầu qua bển thôi. Mẫu sư đang trộn vitamin C, vitamin D cho cá ăn. Thấy tương ấm ấm với nồi cá mập hầu lụt không bạn? Xuống luôn, lẹ lên. Xuống lẹ lên. Hai bà ở bên sư mẫu đi, mấy công đi sư heo nhồi quá. Không xuống liền. Đời nổi. Cưng lắm bạn ơi, cưng lắm bạn ơi. Chuyện qua nguyên ngày trời ở trong nhà bà ngoại giống á. Trời ơi con lô nó khô lắm nha, nguyên con vịt cúng không ăn đó mà chặt ra miếng nữa mới ăn. Ông thiệt bảo không? Dạ lấy cái móc đồ nhỏ vô quay bay. Vô quá rồi mít xi nướng nướng ơi. Biển ngâm đậu phộng ngâm ở đây. Ôi chuột khóc rồi, chuột khóc rồi. Như đít bè của bà Thủy hả? Đít của bà. Thử rồi mé bên đây khả quan hơn bên kia không? Bên kia nãy mấy cái cuối ngon. Ba bốn cái cuối cùng á. Tôm dính mê. Nữa hả? Lại là chim nữa hả? Sao dạo này chim đây tập trung giữ thằng ôn vậy? Chim đen mới chịu à. Cái này bùng quá rồi. Này để bắt đầu tính ra có 3 ngày thôi vậy, để từng lễ thứ gì chịu nổi. Cá mà tự nhét rồi gần vậy. Ủa, cái này hết hay không? Ít chỗ này dòng nước chảy nhiều. Ủa đó có thăm rồi hả? Thăm rồi, chín rồi. Vậy sao mà tưởng đâu để tới vậy chứ? Cách ngày đó. Cách ngày thăm hả? À,
hai cái này chứ tưởng đâu để ba đi mà chứ. Bởi vì em nhớ lúc trước là củ sủ cũng thả cái này xuống để ra ba bốn ngày là dở lên nó mê lắm mà. Ít, cái này hơi ít chút. Con còn kìa. Mưa lông râm nè. Ồ, đi xíu quên cái này luôn ha. Rồi mấy cái bạn coi nè. Mấy cái nhôm nó dở kìa. Nó nước chảy quá mà nó gãy luôn nè. Ừ, gãy luôn nè. Bởi sau này mấy anh em đây xài quê không là vậy. Cái bè này bè của bà ba nè, xinh đẹp nè. Ủa kìa, đó đó, cái này được nè. Ê trời 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 trời. Này câu quá luôn. Mấy cần thủ. Có tôm được đó. Chạy, đặt hai bên chạy bên. Trời nắng trang trang nhưng mà mưa trời. Mưa mây. Biết sao cái này chạy không? Nước tắt luôn. Ừ, nó đạp qua đây. Ở cái này đặt mấy ngoài giống có không ta? Cái ngoài á. Sâu quá hả? Cái gì vắt là có. Nè cái gì nó nổi trắng vợ dân kìa. Rồi cái này cũng được nè. Thú này được nè. Thấy kem sức mặt nhìn đúng chưa? Ừ. Kem sức mặt những da tùm lum hết trơn. Thấy gì bạn thấy cái hồi gom lại nhiều lắm đó. Một cái ít ít gì đó mà. Gom lại hồi nhiều. Đu nó bọn bọn. Cái đu này là bọn nè. Ăn chậu bà ba xinh đẹp hả? Về cái dèo vô đếm bả kìa, ngự dân ngày trắng giờ kìa. Ngồi á. Ờ bỏ chất này giống ngon rồi trời. Nữa ông buộc, khỏi buộc kiểu kêu á, chiếm cắt lại như ông lọc thì cắt con tỏi như lọc chứ mang. Chơi con tỏi luôn hả? Ừ, nửa mở mang. Ừ, cho mồi vô. Trời ơi, tắm. Ừ, đây cái củ sủ này nữa nè. Cái này được nè, cái này chân nó chạy, nó chạy theo vách nè. Đó. Siêu. Có được mấy con ta? Cả theo vách ngon quá trời nữa. Mua lũ không kìa. Nãy giờ mấy cây mượn mớ rồi. Bà sáng giờ bà có lên không? Cái lên bà ấy cái khờ gì? Tụm gà bèo của bà bấy xí mà. Trời ơi, nguyên con cá chà bá gì mà tôm vô ít như vậy, ít gì có luôn chạy không có cái kia này lũ kỳ vậy. Có con kìa, con tôm bự kìa. Ôi dính đường còn xứng đáng không, xanh 50% càng ngon vậy nè. Cá nám nè. Ừ, con tôm nó đã không sẽ sống mong quẩn. Mấy tôm nó luộc cái chấm nó luộc nó vừa mới đã. Mấy con tép nữa. Trời ơi, cá bà ba luôn rồi, bà cho đó nhịn á, cho lại đây nó bu coi nè. Đói mà, tưởng đâu nó tưởng cho ăn á. Nó sợ hết trơn nữa ha. Sợ hết trơn, nhìn đẹp không? Ô ô coi nè. Mê mà. Nào đó ra qua phía ngoài hả? Quay ra lại xây dây.
chơi hai bên luôn hả? Trời ơi, bụng không thấy chi coi. Ủa sao cái này hơi ít hơn nên lọc kì vậy? Chỗ bến của bà Thủy mà. Cái này không có. Nãy giờ tự nhiên có cái này chất tào lao trời. Mấy cá là xong rồi đó. Cá của bà bằng con bự lớn nó còn nào nấy. Cái mấy, cái mấy. Để dục đại sàn đi. Dục, đây nè. Bây giờ hồi bỏ ra thùng đá cho bà. Chờ 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 chờ. Ồ con nào nó kiếm mấy mà nó ngủm. Nó khờ á. Hồi đã ngủm mà nè. Ủa đứa hồng này mà nấu ngót là thứ gì chịu nổi con nội luôn. Nó ngủm nó lửa cá bự nó ngủm luôn. Bởi dạo này bà ba phải bấy xí cái bè này. Kiện con kia nó kìa. Trời ơi bạn ơi. Nó lái tàu xe kìa. Quá rồi. Ba sáng giờ lên đây mới căng cá khờ xong mới về rồi. Ngồi ba lên nữa. Xây tàu xe hả mày. Hai con. Ui, thứ gì chịu nổi chứ. Cái lòn với đít bè. Ở đó hình như có đó. Thấy cái búng này sột sột á. Đó. Lằn cái bóng. Lằn. Lằn nhà lằn nhỏ. Ủa sao cái này hai cái chỗ này kỳ kỳ đó. Hai cái này chất chất kìa. Còn cái nào nữa không lọ? Còn chứ. Dạ. Yeah. Cái nước cái rồi. Chỗ bè đinh lăng mà cá tôm rồi này nọ nó bu lại dữ lắm. Ê cái gì vậy? Ủa cái các bạn bự ghê bạn. Ủa phải vậy chứ. Rồi cái gọng bỏ đằng kia luôn rồi kìa. Anh lấy cái vợ của bà ba nè anh đọc. Để hai cái hồng ra cầm đi với gọn. Lâu lâu mới dính con két mà. Ừ, thẳng bỏ cho bả luôn đi. Ở đây các chọn không mày mới đó vậy trong mương có mít tờ đen bỏ quang nhưng mà dính còn ép dài không à. Nó nhảy à. Để con lộn đen mới giật ra kìa. Đổ nợ luôn cái xô nè. Mấy cái ác này mà vô 12 ngục dở lên thấy đã lắm, nó phóng quậy. Tròn. Ừ, ác tròn vô. Mày hả bưởi. Còn gọi là ác dĩa đó. 600 gram. Giá bán rồi cái thằng. Ủa lù lù lớn. Cái mồi không? Cho vô ít mồi nữa. Rồi sẵn tay ăn trộm. Cái gì cái gà đó nghe không có nghe. Bẹo bà ba dạo này là nói về mồi là bao. Nói lình phịnh vân á. Vậy là đi qua một người bên kia ha anh chứ. Không chờ mồi của bà nào. Rõ ràng nha, quay phim có bằng chứng nha bà ba. Anh Chiến chờ mồi qua cái bà kìa. Chờ mà đứa con nhỏ con bự cũng không có chơm nha. Ồ, giờ đầu đổ vô tiếp nè, như xô nè. Đã chưa, đã chưa. Vô. Ồ, nãy giờ cũng buồn bổn hả? Đi đâu xa? Đi đâu xa, vòng vòng thôi là cũng ngon rồi. Đây còn mấy cái vào đây nữa là hết rồi. Nãy giờ chắc thăm 10, 13, 14 cái rồi á. Không có. Ở đây không nói công nhận cái này mà nó chưa đụng đất mà sao bùng dữ thằng ôn trời. Có cái gì nữa kìa. Cái con. Quá trời bùng. Biết thiệt chứ. Này đặt mua lưới thừa. Sình nóng. Kìa cũng có mấy con tép rong à. Nó nhỏ. Chỉnh lắm quá.
Cái này lục bình nó tấp vô. Lúc trước mà củ sủ đặt chơi chơi vậy, con cái một đặt chơi dính cái lăng hoài. Lăng nha vợ xong tiền ít luôn chứ luộc nhiều. Cái gì vậy? Ngủm hả? Ồ cái ngộp mà, chê ngộp. Ủa cái chê bự ghê, ngủm ổn ghê bạn. Chắc còn được, còn nướng được á. Nướng được không? Được không? Được. Chịu nướng luôn. Trời ơi, con vỏ lãi trăm mấy chục triệu vậy rồi. Xé nước. Ủa chê cũng trọng nè. Ở cái này tép cũng nhiều nha. Quá bùn rồi. Cái nào cái nấy cũng vậy. Mấy cái hải đầu mấy trong kia vậy ít, mình cũng biết ngoài đây giữ thằng ôn trời. Chê nào chân ngắn. Còn cái lăng nữa. Cái lăng nhỏ thả bày đi. Cái này vũ ra sạch mới thấy cá. Quá trời bùng. Ừ, chưa rủ chủ cho cá ăn. Mấy cá nhỏ ăn có đẹp không, làm mạnh động không, nó lên vô. Cái này như có tép nữa. Bùng quá không thấy rõ bạn ơi. Nó cũng được vài con lấy ngoe. Mấy con tình quá thì bám con ấy quá, nó vừa ít vô nè lụi không có chê nè, chê đen thành chê trắng luôn. Lượng con cái đằng con á. Tới luôn bắt tài ơi. Đấy, tới bè đinh lăng rồi đó. Mấy con. Mấy con ta, mấy cái này nó dở hơn cái trong trời. Còn mày đâu cái nữa vậy? Quá trời lục bình. Giỡn luôn đi nè. Cái thằng ô trời giờ cá lên ăn móng rồi, cá mình nó có xác giữ thằng ôn vậy. Đó. Cái ăn ra gì cho ăn, đang cho ăn cái gì. Tôm mà nãy giờ chút ra, còn bây giờ lấy tay thò bắt từng con luôn. Nhiều quá bắt từng con. Cá bệnh lọc hay sao? Sao có cá này để nó hơi ít thôi. Buồn nóng quá, bởi tôm nó vô. Chạy mới trong chạy nhiều hơn. Trong giờ chứ trong á. Ngoài tôm nhưng chảy mạnh quá nó ít dựa hơn. Đây chỗ nào cá nào chạy để. Đó, hình như có nè. Mấy con nó lòn với cái đít bè nghịch tay cái đó, mà muốn anh câu mấy anh đây nè, ở anh đây mình cuốn nó dễ hơn hả. Cho nó trâu quanh đó chứ nó rút thẳng lên nó lòn với cái đít bè vậy. Sao lọc sao có ông con ông tới đó. Ủa, ê con tôm mừng bự nè. Trời con một à, con còn một xứng đáng bạn ơi, xứng đáng đồng tiền luôn, gắn đồng tiền bắt gạo họ tay bắt luôn tôm xô. Con này nướng này luộc cái vừa mới đã nè. Tôm xô thiệt không, giống tôm lộn sao mày mà thấy thân xô, biết thân xô không? Đó bỏ vô xô không. Tôm này nó giống lộn rồi, nó móc rồi. Cứng à.
Còn hai cái nữa hết hả? Đâu, chỗ nào đó? Còn ba cái nữa. Trước cái nữa. Đó. Đây cái. Đó cái. Hai cái. Đó cái. Cửa nhà hả? Ui, chỗ này ui, chỗ này đinh lăng nè. Chỗ này đinh lăng. Đinh lăng tôm cá nó dựa đây nhiều nè. Trời ơi, có lấy con cải luôn kìa, giò nó quỷ ơi. Trời ơi, trời bạn coi cũ có sủ nè, nuôi rùa nè. Trời. Cái gì chưa nổi vậy trời ơi. Dạ, ôi, có ếch kìa bác kìa. Ủa, bữa nay cái ếch dĩa là một ba con nào đấy đó, xứng đáng không trời. Hai con luôn kìa, chứ không phải con bạn. Mẹ. Dạ. Ủa, hai con cái ếch luôn. Cỡ một à. Ủa, đã thiệt bạn ơi. Có rộng không? Lấy cái vợt kìa, dễ hả? Có cầm đi tùng tăng tùng tăng. Mới vợt xúc cá khờ nè. Ủa, chiến đi đâu ta? Rồi, con tôm hả? Tôm nhất chưa hả? Làm hai cái hả? À? Lấy xô kết. Hai con này nó rủ ghê nhau nè. Nè, nè, lộn gạo. Mở hết trơn rồi, đuôi bắt trơn rồi. Ừ, hốt lần cái cặp luôn ha. Tép nhóc rồi. Cái này tép nhiều nè. Chỗ này đinh lăng nhiều. Đinh lăng nhiều quá, nó bu lên đây nhiều nè. Cá cũng nhiều không? Hốt một cặp cái ép, hốt một cặp cái ép là ấm hỉnh. Còn đầu kia nữa. Lấy không? Ừ. Mới lớn thì thôi nhiều chuyện dữ lắm luôn á. Nè chuột ơi, chuột à. Chuột à, chuột ơi. Chuột ơi, chuột à. Chuột à, chuột ơi. Chó nắng rồi à. Sao đây? Đó, có, nghe bóng sột sọc kìa. Tại cái này nó xình không, bởi vì không thấy bạn được nghe tiếng động à. Bởi vì nó bè cái củ sủ là tập trung cái tê, em tép nhiều lại. Ồ, cái này được nè, quên. Đúng là cái này trúng, hai cái ép từ đầu này nữa. Ngon lành cạnh tranh. Tôm tép đầy đủ. Có để mồi cho nó không? Đặt là cua thì để khoai mì dưa dừa khô, còn đặt này muốn bắt cá tôm thì để cá sình. Không nữa. Hả, không có căn thử con bự nào. Nó nghi lắm mà nó đón con bự khoảng 600 gram rồi 700 gram rồi. Con bự gì 700 gram. Kìa. Ồ, còn cá chim nữa kìa. Một bầy cá chim nữa đây. Trời ơi, mẹ củ sủ cá chim tập trung đây giữ thằng ngon chứ. Cái chim nhớ tập trung đây giữ thằng ngon nè. Chim mà chim đen mới chịu á. Ừ, cổng nuôi chim nhiều lắm bà Nương ơi. Có con cộm dưới đó. Mày cái chim đâu mà tập trung đây. Ôi, chim con coi kìa. Đi không? Ở đây không ai thả mấy cái chim này, thả nó quá dữ lắm, đâu ai dám thả. Không dám, tôi thả nè. Không thả đâu hả? Thả bè đó. Thì ngu hả? Ừ. Thì ngu, trời, gian chơi, không sợ mưa rơi chứ. Ủa, có lượng con tôm lắm bự đó. Cứ lên cũng được mấy con vậy. Nè, thả vô.
Con đếp nó bỏ xuống cũng được lâu. Tép 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 nhỏ à. Nhỏ thôi à. Thả xuống đi. Tép nhỏ qua 2 3 con. Miếng tôm này mới đã. Đó. Sẽ sói không? Ừ, chọc chọc. Cái dèo này là củ sủ nuôi đạn nhất cá tre nè. Còn cái phía trước nữa là hết rồi bạn ơi. Cái cúng cùi. Ừ, cái này là cái cúng cùi rồi nè, mà sao nó nước chảy quá trời chảy rồi. Cái này là ngay điểm dụ luôn nè. Ngay điểm dụ. Đinh lặn nhỉu xuống trời tấp vô này phải không? Thầy cái show của quỷ già đó, bữa đó giăng lưới vớt vậy cũng xong, cũng để dục vậy đó, nó móp chân bể hết rồi. Cái này có nào nó quắn vô tay tó không? Nó cứng nặng dữ thằng ôn hả? Chạy quá trời. Dương vô gì đó rồi giật. Mở dây ra lộ qua gì đó. Siết này sao mà. Không nắm lại đây. Sẽ nó gướng vô thành sắt. Quấn cái gì đó bè với độc địa. Đó, có tay ôm tép đó, bóng chọc chọc đó. Trời ơi, nó cũng lòn với cái đít bè kìa. Không có đóng sình là nói nha. Không, cái nào mà không có đóng sình là nó chạy nhiều. Đó, lên rồi đó. Quả đế. Ba nhánh cây đổ tấp vô đó không? Trời ơi, nhánh cây còn lự chân. Cá nó kiếm chưa? Nó không cái nào mà trống trống, không có bụng đóng là cá chạy à. Cái này cũng mà được nữa mà. Tép nhiều nè. Còn ca nước ba uống rượu. Còn nước không? Kỷ quỷ củ sủ con hút cá hồi nãy còn có còn mấy cái giọt hút lúc cặn xíu hết mẹ. Cái này trống để mấy cái nào không đóng bụng chạy nhiều. Mời nó mấy cái thằng chú bà ba cái thảm chạy nhiều để ở ngoài này nè. Nhiều quá, chiều nước lớn giờ chạy chiếu rồi. Ừ. Cái nước kìa chạy để rút gì giờ không nổi đâu. Mời chiều nay nước lớn nó muốn chăng là dễ kéo lên. Mít luôn. Cái công cụ cũng hên chứ giác định đỉnh nè. Cho mồi vô, cho mồi vô. Wow, này ơi. Mấy con tôm lóng này về chạy gỏi đu đủ, nấu lẩu rồi nè. Hay được, cái cá mình đổ bánh xèo ăn cũng ngon. Thứ gì chịu nấu? Chưa lấy sao bự gỗ gà lụng thành quả. Để này đúng không? Để này đi, rửa luôn nè. Đó. Đổ ra. Đó là rửa gì vậy? Trời ơi. Ủa, gom lại cái bộ gì vậy? Gom lại nhiều chứ bạn. Mỗi cái chút chút gom lại nhiều. Cái vô. Cái ép kìa, thả vô. Để vô. Cái ép trên gì cho nó đáng liền trọng. 4 cái ép. Không thả là sao? Trời do mà quát trời rồi, rồi. Rồi. Này nước đục thì sao bị kỳ ta? Có vô đi vớt mẹ lậu sâu vậy. Ồ ồ ồ. Vô luôn gì chân đi. Cá ép, ngon lạnh cạnh tranh. Còn đây là tôm, đầy đủ hết trơn. Cái này cũng cả ký hơn ký à. Trời ơi, ký gửi tôm lóng chứ giỡn gì. Cái sói còn mở đá rồi trời. Đã không? Được đâu 2-3 con tôm bự bự luôn. Tôm bự bự. Tôm bự bự nữa đó. Đã không? Được mấy cái thơm nữa. Ừ.
chọc chọc là đứa lớn lên cực càng xanh càng xanh. Ừ, lớn một xíu nữa càng xanh. Giờ mới xanh 50% rồi. Sẵn đây mình cũng xin kết thúc clip ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn các bạn clip sau. Bữa nay bạn thấy không, đặt cái 12 ngục đi đặt vòng vòng bè vậy đó vẫn ngon ha. Vậy mà làm ăn được bạn. Bởi vì tính ra đặt vòng vòng đây còn ngon hơn lộ đùng đùng đặt kia gì mà không bằng ha. Mà mình đặt có ngày mình thăm rồi nữa. Chứ nếu mà cái này để 3 đêm dữ lắm nữa. Rồi chào nhà, hẹn cả nhà clip sau nha.